Anh đang chưa có kiến thức về Forex nhưng anh lại vẫn muốn đánh vàng. Thì đây là cái điểm đầu tiên mình muốn nhắc mà mọi người, mình muốn luôn muốn những cái người mới là mọi người nên tránh xa con vàng ra. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Forex, mình là Minh. Chúng ta đã gặp nhau trong rất nhiều video về Forex Q&A, tức là các bạn gửi câu hỏi và mình sẽ trả lời những câu hỏi các bạn, những câu hỏi mà được rất là nhiều người quan tâm cũng như là những câu hỏi mà mọi người đang rất là kiểu đang là hot trend hay hot topic ở thời điểm hiện tại. Thì mình có tổng hợp lại và chúng ta gặp nhau trong rất nhiều cái series. Và ở trong cái video của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp những cái câu hỏi mà mình nghĩ thực sự rất là thú vị. Và mình nghĩ là thực sự nó sẽ rất là làm mình đã phải suy nghĩ rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào với nhau với cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên mình nhận được đó là: chào Minh, tôi đang ở Mỹ và cũng đã lớn tuổi nên thời gian trong ngày cũng khá rảnh. Lúc còn ở Việt Nam, tôi rất thích đầu tư Forex nhưng chưa tham gia thì phải cùng gia đình đi định cư. Nay vì không quen sống ở Mỹ nên đang xin hồi hương. Forex thì tôi thích cặp EU và vàng và lướt sóng ngắn hạn. Vậy theo Minh, tôi nên sử dụng chiến thuật nào, thời điểm nào để giao dịch đạt được hiệu quả tương đối, thắng nhiều hơn thua? Và kiếm chút cà phê không phải sinh con cái. Mong nhận được sự tư vấn của Minh, chân thành cảm ơn. Kiến thức về Forex của tôi rất là hạn chế, gần như bằng không. Và đây là câu hỏi đầu tiên mà mình nhận được thì mình cảm thấy thực sự cũng khá là thú vị, bởi vì cho chúng ta thấy một điều là cái thị trường này nó không bị giới hạn về độ tuổi, cũng như là nó không bị giới hạn về vị trí, cũng như là nó không bị giới hạn về bất cứ một cái thứ gì. Khi mà mọi người thấy được là những người trẻ cũng có thể tham gia thị trường này thì rõ ràng là những người lớn tuổi cũng vẫn có thể tham gia được ở thị trường này. Và đối với trường hợp của bạn khán giả này thì mình xin phép được gọi là anh, thì Forex nghĩ là anh có thể sẽ đi theo những cái hướng như sau. Bởi vì theo những cái câu hỏi của anh thì mình có thấy được đó là gì, anh đang chưa có kiến thức về Forex nhưng anh lại vẫn muốn đánh vàng. Thì đây là cái điểm đầu tiên mình muốn nhắc mà mọi người, mình muốn luôn muốn những cái người mới là mọi người nên tránh xa con vàng ra. Đầu tiên thì chúng ta nên chọn cái gì? Chúng ta nên bắt đầu với EU và chúng ta nên bắt đầu với GU. Thì cái việc mà anh đánh ngắn hay đánh dài nó không quan trọng, nhưng cái việc quan trọng đó là gì? Anh phải bỏ con vàng ra khỏi danh sách, cũng như là bỏ con vàng ra khỏi cái suy nghĩ của anh ở thời điểm hiện tại. Bởi vì theo kinh nghiệm của em nhận thấy thì đó là những cái người mới không nên đánh con vàng bởi hai lý do như sau. Bởi vì con vàng thứ nhất là biên độ biến động nó rất mạnh, nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến tài khoản của các bạn. Nếu mà thắng thì các bạn sẽ cảm nên, các bạn sẽ trở nên các bạn chủ quan. Còn nếu mà thua thì nó sẽ ăn vào cái phần vốn của bạn rất là nhiều. Thứ hai nữa đó là gì? Đối với những cái tài sản có tính biến động lớn như thế thì nó sẽ cần phải có kinh nghiệm, nó phải có kiến thức và nó phải có trải nghiệm. Thì sau đó chúng ta mới giao dịch để nó đem lại cái hiệu quả nó an toàn, nó ổn định được. Chứ chúng ta sẽ không hướng đến những cái chuyện là hôm nay chúng ta thắng rồi mai chúng ta thua, rồi ngày kia chúng ta thắng rồi ngày kia chúng ta lại thua. Thì đấy là cái điều mà chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta sẽ hướng tới. Và mình nghĩ là anh nên cân nhắc cái điều này rất là lớn và anh nên bỏ con vàng ra khỏi danh sách của anh ở thời điểm hiện tại. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phần về sau của câu hỏi. Theo quan điểm của mình là với kiến thức thì chúng ta sẵn sàng chúng ta có thể học được. Thì anh có thể tham gia và tham khảo những cái khóa học khác, ví dụ những cái khóa học của Forex, cũng như là anh có thể tham gia vào những cái video mà Forex đã đăng tải lên. Thì cái lộ trình mà Forex đã đề ra thì nó sẽ rất là tốt và rất là dễ cho mọi người tham gia. Đầu tiên nên bắt đầu về cái series là Forex nhập môn từ cái bài số 0, bài số 1 trở đi. Tức là chúng ta sẽ cần phải biết được là về thị trường Forex là gì, về những cái ngôn ngữ của Forex nó là như thế nào, chúng ta sẽ đặt lệnh như nào, vào lệnh ra sao, đặt stop loss như thế nào. Tại sao Forex nó luôn đi ngược lại với những kênh khác? Bởi vì mình luôn đề cao việc chúng ta đặt stop loss, đâu chúng ta luôn đề cao việc là khi mà chúng ta thua lỗ thì chúng ta sẽ có lại được những cái gì chứ. Chúng ta sẽ không đi vào ngay từ những cái bài đầu với cuộc sống luôn màu hồng, đó là chúng ta sẽ luôn đề ra những cái là ví dụ là chiến lược để chúng ta kiếm được 100 đô một ngày, chiến lược để chúng ta kiếm được 50 đô một ngày, hoặc chiến lược để chúng ta kiếm được 5 đô một giờ như những cái chỗ khác. Thì đấy là cái điều mình không kỳ vọng mình hướng đến. Và mình muốn mọi người phải hướng đến một cái đó là gì? Chúng ta phải cân nhắc về cái vấn đề thua lỗ của chúng ta trước, và chúng ta cần phải cân nhắc về vấn đề kỷ luật của chúng ta trước. Xong sau đó thì qua những cái series, những cái bài đầu tiên thì chúng ta hiểu dần hơn về thị trường này. Thì chúng ta sẽ đi đến những cái video cụ thể hơn, đó là gì? Học về hỗ trợ là gì, về kháng cự là gì, về trendline là gì, về những cái đường MA là gì, Fibonacci là gì. Học dần như thế thì chúng ta sẽ có được những cái nền tảng cơ bản. Và sau đó chúng ta sẽ cần là chúng ta sẽ có demo. Và đó,
Thì thực ra đối với những người mà đang có khá là nhiều thời gian rảnh như anh thì mình nghĩ là anh có thể là đầu tư khá là nhiều thời gian trong ngày để bắt đầu với tài khoản demo. Sau khi chúng ta đánh demo, chúng ta tham khảo toàn bộ những cái phương án, những cái chiến lược của Emforex ở trong cái danh sách phát là chiến lược giao dịch hoàn chỉnh. Thì đây là một cái danh sách phát và một cái chiến lược mà đến thời điểm hiện tại mình vẫn đang sử dụng những cái chiến lược đó và vẫn đem lại cái mức lợi nhuận được cho mình. Thì mình nghĩ là mọi người nên và anh nên tham khảo những cái chiến lược ở trong đó, và anh nên chọn ra những cái chiến lược là đánh ngắn hạn, những cái chiến lược có tên là đánh ngắn hoặc là chiến lược tên là scalping, để anh áp dụng những cái chiến lược đó với tài khoản demo. Cho đến khi nào anh đánh tài khoản demo và anh cảm thấy rất là quen thuộc với chiến lược đó, khi anh có thể chuyển sang, anh sẽ mở một cái tài khoản thật. Sau khi mở tài khoản thật thì tất nhiên là số tiền mình nạp vào, mình sẽ chỉ nạp vào nó nhỏ thôi. Thì cứ đi như thế dần dần thì cái trình độ và cái kiến thức của anh nó sẽ tiến bộ hơn. Trong mình nghĩ chỉ đâu đó trong khoảng từ 1 đến 3 tháng là sẽ mức tiến bộ nó chắc chắn là rất là rõ rệt. Từ một người ở thời điểm hiện tại là kiến thức về Forex gần như là bằng không, sau 3 tháng thì mình nghĩ chắc chắn là với cái việc mà chúng ta đầu tư, chúng ta theo dõi thị trường này rất là, mình gọi rất là sâu sắc, mình tạm gọi rất là sâu sắc, thì cái việc mà cái trình độ chúng ta đi lên nó sẽ rất là tốt đó, đúng không ạ? Thì trên đây là cái lời khuyên của mình cho anh cũng như là cho tất cả những cái bạn mới khi bước chân vào thị trường này. Thứ nhất đó là gì? Bỏ ngay cái ý định đánh vàng ở trong cái suy nghĩ của các bạn cũng như ở trong cái danh mục đầu tư của các bạn ở thời điểm mới bước chân vào thị trường. Thứ hai nữa là gì? Các bạn có thể giao dịch vào những cặp như là EU, GU, UZ. Đó là những cặp mà nó có tính thanh khoản lớn và nó khá là hiền ở trong thị trường này, để giúp được cho mọi người vẫn kiếm được lợi nhuận. Và trong cái trường hợp xấu nhất là khi mà chúng ta thua lỗ thì chúng ta vẫn có thể là chúng ta vực lại được tài khoản của chúng ta đó. Thì thực sự đây là những cái chia sẻ của mình và là những cái lời khuyên của mình dành cho mọi người, để chúng ta có được một cái điều đó là gì? Đó là lợi nhuận ổn định là cái mà chúng ta hướng đến, chứ chúng ta không hướng đến những cái sự mà tăng trưởng cái lợi nhuận tài khoản trong bất chợt và sau đó nó lại thua. Thì đến lúc đó thì câu chuyện nó sẽ lại về hòa và nó sẽ không đem lại được cái giá trị gì nhiều lắm cho chúng ta cả, đúng không ạ? Và đây là cái điều mình muốn nhắc lại mọi người, mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người và không chỉ với các bạn độc giả vừa hỏi mình cái câu hỏi trên. Và nên nhớ là nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì có thể liên hệ với mình qua trên email là emforex.vn@gmail.com, trên fanpage Emforex, trên group Facebook ở trên Học viện Forex, và cuối cùng liên hệ với mình là qua kênh Telegram, là nick của mình ở trên đó là Minh Ly. Thì mình rất vui để mình có thể trả lời được những câu hỏi của bạn cũng như là giải đáp được những cái vấn đề về kỹ thuật cũng như là những vấn đề về chuyên môn cho các bạn, được không ạ? Câu hỏi thứ hai mình nhận được đó là gì? Đó là nếu giả sử ai cũng thắng thì tiền thắng đó từ đâu ra? Có phải tiền từ người thua ra không? Nếu vậy thì ... thực ra lúc mà mình đọc câu hỏi này của bạn, mình rất là tò mò, mình rất là băn khoăn, bởi vì mình không hiểu là cái ý của bạn định hỏi ở trong cái phần chấm hỏi đó là gì. Nếu mà cái ý của bạn hỏi là khi mà chúng ta thắng thì có phải là mình đang làm một cái việc gì đó, mình đang làm một cái việc xấu, mình đang gây hại cho người khác hay không, thì nếu mà bạn trả lời, bạn muốn hỏi theo cái hướng đó thì mình xin phép được trả lời bạn như sau. Đó là khi mà chúng ta giao dịch ở trên thị trường này thì tất cả chúng ta đều làm là chúng ta dựa vào kiến thức, chúng ta dựa vào lịch sử, chúng ta dựa vào tất cả những kinh nghiệm chúng ta để chúng ta có khả năng chúng ta kiếm được lợi nhuận. Chứ chúng ta không làm một cái điều gì xấu, chúng ta lừa đảo người khác hoặc là chúng ta làm một cái điều gì xấu với người khác để người ta ép người ta phải chấp nhận cái khoản thua lỗ đó cả. Bởi vì rõ ràng ở đây chúng ta đang nói chuyện là về vấn đề kinh doanh, chứ chúng ta không nói chuyện về vấn đề đạo đức. Bởi vì cái khái niệm kinh doanh và cái khái niệm đạo đức nó là hai cái khái niệm nó không thể nào nó đi song song và nó đi ở trong cái trạng thái nó win-win được. Mình có thể ví dụ cho mọi người để hiểu rõ hơn đó là gì? Đó là khi mà các bạn đi mua, giả sử là các bạn đi mua một cái điện thoại cũ đi chẳng hạn, ví dụ thế, mua điện thoại lướt. Bởi vì chúng ta không có điều kiện để chúng ta mua được một cái điện thoại mới, chúng ta quyết định chúng ta mua được một cái điện thoại lướt. Ví dụ các bạn có thể mua được một cái điện thoại iPhone 11 gì đó, 11 Pro gì đó, iPhone 11 Pro mà rất là xịn, nói chung là không có một cái lỗi gì cả, nó hoạt động rất là bình thường với giá là 5 triệu, ví dụ như vậy. Thì chắc hẳn là các bạn sẽ rất là happy bởi vì các bạn mua được một cái điện thoại xịn, chức năng tốt và tất cả mọi thứ đều hoàn hảo với một cái mức giá nó thấp, đúng không ạ? Thì ở trong trường hợp này các bạn là người đang có lợi nhuận và các bạn đang có cái niềm vui các bạn, đúng không ạ? Vậy thì khi mà các bạn có được cái niềm vui này thì chắc hẳn cái người kia bán cho các bạn thì người ta đã phải bán, đáng nhẽ người ta có thể bán cho người khác là 7 triệu, 8 triệu,
nhưng người ta vẫn quyết định người ta bán cho bạn, thì như thế đấy là một cái sự thiệt thòi người ta rồi, và đấy là một cái sự thua lỗ của người ta rồi. Thế nên là cái niềm vui của các bạn và cái lợi nhuận cũng như là những cái thành quả các bạn đạt được thì nó sẽ phải chấp nhận là có những người khác người ta sẽ phải bớt đi những cái phần lợi nhuận của họ. Thay vì người ta bán cho những người khác người ta thể lãi được 2 triệu, 3 triệu thì người ta bán cho bạn người ta chỉ có thể lãi được 1 triệu thôi, ví dụ là như thế. Thì đây, đấy là cái khái niệm về đạo đức cũng như là khái niệm mà về mặt kinh doanh là chúng ta sẽ phải chấp nhận và chúng ta sẽ phải hiểu được cái điều đó. Đấy là về cái vế thứ nhất và cái ý thứ nhất mà mình muốn trả lời cho bạn. Còn chúng ta có thể tư duy tiếp và chúng ta trả lời về cái vế đằng sau nữa, đó là gì? Đó là thị trường này nếu mà tất cả cùng thắng thì người thua sẽ như thế nào? Thì mình sẽ trả lời cho các bạn là chắc chắn là ở thị trường này nó sẽ không bao giờ có trường hợp là tất cả cùng thắng cả. Thế nên là mình biết là với những cái câu hỏi, với cái topic này sẽ có rất nhiều bạn comment ở dưới, đây là một cái thị trường zero sum, đây là thị trường không có người thắng, không có người thua gì gì đó. Đại khái ý tưởng đó là một thị trường zero sum. Nhưng mình chỉ muốn trả lời cho các bạn, mình muốn giải thích cho bạn một điều, đó là gì? Là ở trên thị trường này nó chắc chắn là không phải 100% là sẽ có người thắng và 100% là sẽ có người thua. Mình sẽ lại lấy một cái ví dụ nữa cho các bạn để các bạn cảm thấy cái việc này nó trở nên nó đơn giản hơn và nó dễ hiểu hơn, được không ạ? Tất cả những cái giao dịch ở trên thị trường này nó dựa trên cái phán đoán cũng như là dựa trên cái kỳ vọng của những cái người giao dịch. Ví dụ ở thời điểm hiện tại người ta kỳ vọng là giá vàng nó sẽ tăng thì lập tức người ta sẽ người mua. Nhưng đồng nghĩa với cái việc đó thì có người ta sẽ cảm thấy là ở thời điểm hiện tại nó đang khá là rủi ro rồi, người ta sẽ không mua thêm và người ta sẽ chuyển sang người ta sẽ bán đi. Thì đó, thì lúc nào ở trên thị trường nó sẽ tồn tại hai cái luồng xu hướng khác nhau, một người có xu hướng là A và một người có xu hướng là B, và hai người này nó sẽ khớp được những cái lệnh đó với nhau. Cũng giống như các bạn đi ăn ở ngoài nó cũng như thế, các bạn có thể nói là quán này ngon nhưng có thể với người khác thì quán này nó là không ngon, thì đấy là sẽ về là mặt quan điểm và nó sẽ là về mặt nhận thức. Thế nên là mình nghĩ là ở trên thị trường này, không phải mình mà đối với tất cả những cái trader khác, thì cái việc chúng ta cần làm và chúng ta cần quan tâm đấy là chúng ta nên quan tâm đến việc là chúng ta làm như nào để chúng ta tồn tại được ở trên thị trường này và chúng ta kiếm được lợi nhuận ở trên thị trường này. Và thực sự là mình nghĩ các bạn không phải quá là lo đâu, bởi vì cái chiến thắng của chúng ta thì nó cũng khá là xứng đáng, mình nghĩ cũng khá là phù hợp với những cái gì chúng ta bỏ ra. Chúng ta bỏ công sức, chúng ta bỏ tiền bạc, chúng ta bỏ thời gian, chúng ta bỏ tâm trí chúng ta vào đây nghiên cứu trên thị trường này. Và hiển nhiên rồi, sau khi chúng ta bỏ rất là nhiều công sức ở trên thị trường này vào thì cái việc chúng ta thu được lợi nhuận là cái việc chúng ta có quyền và chúng ta được phép chúng ta thụ hưởng cái lợi nhuận đó. Và mình nghĩ chúng ta không nên bị băn khoăn và chúng ta không nên bị quá là nhiều cái ảnh hưởng của những cái câu chuyện này, đúng không ạ? Và rất hy vọng cái câu trả lời của mình sẽ giúp cho tư tưởng của bạn nó trở nên nó thoáng hơn và cảm thấy là cái thị trường này nó thực sự nó vẫn tốt chứ nó không phải là một cái điều gì nó xấu xa. Chúng ta sẽ làm lợi cho chúng ta và chúng ta làm hại cho người khác, đúng không ạ? Và cái câu hỏi cuối cùng mà mình nhận được đó là gì? Những cặp tiền nào đánh theo kiểu dài hạn trong tầm 30 pip đến 50 pip là thích hợp nhất vậy? Mong anh sẽ đọc được và trả lời em. Cảm ơn anh. Thì đây là mấy câu hỏi về mặt kỹ thuật thì mình nghĩ các bạn hỏi cái câu hỏi này thì chúng ta cũng cần phải có những cái điều mà chúng ta cần phải làm rõ được với nhau là như thế nào là dài hạn. Nếu mà bạn đánh giữ cái lệnh đó trong khoảng 10 tiếng, trong khoảng 12 tiếng thì với bạn như thế đã là dài hạn hay chưa? Hay là những cái lệnh mà bạn giữ trong khoảng 1 ngày, 2 ngày hay là 5 ngày, 1 tuần thì nó mới là lệnh dài hạn? Thì nếu mà bạn xem được cái video này thì câu trả lời của mình dành cho các bạn đó là gì? Là bạn phải xác định lại được như thế nào là dài hạn và như thế nào là ngắn hạn. Bởi vì nếu mà cái khái niệm của bạn là dài hạn, tức là các bạn giữ cái lệnh đó trong khoảng từ 2 tiếng, 3 tiếng, thậm chí 5 tiếng, thì cái việc mà nó đạt được cái mức là 50 pip đến khoảng 70 pip thì là chuyện bình thường. Nhưng nếu cái khái niệm dài hạn các bạn là 1 tuần, 2 tuần hoặc là thậm chí 1 tháng, đấy là dài hạn, thì trong 1 tuần, 2 tuần hoặc là vài tháng mà cái lệnh đó mà chạy được 50 đến 30 pip, nó là một cái lệnh nó quá là kém và cái chất lượng nó quá là thấp. Thì nếu mà chúng ta sẽ trả lời theo cái hướng thứ hai, thì nếu chúng ta những cái lệnh mà chúng ta giữ trong cái thời gian dài, ví dụ vài tuần, vài tháng để kiếm ra được một cái cặp tiền nào nó chạy được khoảng chỉ có 50-70 pip trong khoảng vài tuần hoặc vài tháng thì mình nghĩ là không có, mình nghĩ là không có. Thế nên là mình nghĩ là cái câu hỏi này bạn ý hướng sẽ hướng theo câu trả lời đầu tiên, tức là giữ cái lệnh nó trong vài tiếng. Thì nếu mà một cái lệnh mà giữ trong vài tiếng mà có cái mức lợi nhuận cũng như cái mức rủi ro khoảng từ 30, 50, thậm chí 70 pip thì mình nghĩ nó rất đơn giản thôi. Bạn cứ đánh cho mình những cặp mà có U, tức là UZ, UG, UCHF, rồi EUGU, thì chắc chắn những cặp đấy mình đảm với các bạn là
trong khoảng vài tiếng nó chạy được 30, 50 pip, thậm chí 70 pip là chuyện bình thường. Đó. Thì hai nữa đó là với những cái người mà mới tham gia thị trường và với những người mà còn đang băn khoăn về thị trường này, mình nhắc lại một lần nữa là những cái cặp này nó sẽ rất là dễ đánh, nó rất là hiền và sẽ giúp cho mọi người kiếm được lợi nhuận ở mức nó an toàn nhất, cũng như là cái mức lợi nhuận nó dễ nhất cho mọi người, và nó sẽ bị hạn chế bởi cái việc mà mọi người không đánh vàng. Nhưng mình nghĩ không sao, ở thời điểm hiện tại chúng ta quan tâm đến cái việc kiến thức, cái việc trải nghiệm và cái việc chúng ta thu được lợi nhuận. Chúng ta chưa cần thu được lợi nhuận nhiều mà chúng ta thu được lợi nhuận thấp thôi, mình nghĩ là đã khá là ok rồi. Và đó, mình chốt lại, các bạn nên đánh những cặp EUGU, UZ, UCHF và UG là nó thừa sức là được 30, 50, thậm chí 70 pip cho các bạn là chuyện hiển nhiên, đúng không ạ? Và trên đây là ba câu hỏi mà mình nhận được tuần này mà mình cảm thấy khá là thú vị. Thì rất hy vọng những câu trả lời của mình đã giúp cho các bạn cảm thấy nó thoải mái hơn, là giúp cho các bạn cảm thấy là thị trường này nó có rất nhiều những câu hỏi và rất nhiều những cái điều mà có thể là cũ người mới ta. Thì qua những cái video này, qua những cái series này thì mình hy vọng là sẽ giúp cho tất cả chúng ta có thêm được những cái góc nhìn khác, những cái suy nghĩ khác, cũng như là những cái định hướng tốt hơn về thị trường này. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.